Hôm nay nhà em có hoa hậu về từ Mỹ đây ạ. Vâng ạ, rất đẹp. Thưa các bác của anh em thân mến, loa JBL VGX 915 sở hữu ích cấu hình bát leo, tép leo và sử dụng thùng gỗ sơn thần cát. Rất đẹp các bác nhá. Em về được 3 đôi xin được giới thiệu và chào bán và báo giá tới cả nhà. Thì nó rất là trong các bạn. Các bác thân mến, là giá cho đôi loa JBL VGX915 Mỹ xịn, số em xin được chào bán là 52 triệu đồng trên một đôi, giá cho em chào bán tại cửa hàng 52 triệu đồng các bác anh em nhé. Loa em bao zin, bao xin, bao anh em test, bao anh em check, bao anh em kiểm tra, bao anh em quay đầu. Vâng ạ, hàng zin và hàng xịn của Mỹ, bảo hành trọn đời cho anh em. Em không bảo hành em đánh cháy các bác nhá. Anh em đánh cháy anh em phải chịu. Đấy, còn em bảo hành cho anh em chính hãng trọn đời. Bảo hành hàng Mỹ trọn đời. Ok chưa? Bao test, bao check, bao kiểm tra, bao quay đầu các bác nhá. Đấy, ok chưa? Những đôi loa hoa hậu của Mỹ. Ok chưa? Sử dụng bát 2265HPL, tép 2453H. Đấy, không điểm chê ạ. Ok chưa? Tuyệt đẹp luôn, bao zin tất cả các bác nhá. Em đã kiểm tra hết phần nội thất. Đấy, chia sẻ với cả nhà. Kiểm tra hết phần nội thất, anh em cứ yên tâm mua sắm. VGX 915. Ok chưa? Đấy. Chúng em đang lau chùi, vệ sinh sạch sẽ. Anh em lên đơn, đúng không ạ? Là test là gửi đi thôi. Ok chưa cả nhà? Rất đẹp các bác nhá. Đấy, loa zin xịn, bảo hành trọn đời. Đấy, bảo hành chính hãng của JBL các bác nhá. Bảo hành chính hãng JBL. Quá đẹp luôn. Không điểm trừ, không một điểm trừ các bác nhá. Đấy, ok, cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm những đôi loa JBL VGX 915 chính hãng, bãi xịn, còn đẹp. Vâng nhá, còn đẹp. Hãy liên hệ cho em. Và đôi loa này thì em chưa tỉa một chút sơn nào các bác nhá. Đấy, chưa tỉa một chút sơn nào cả. Rồi, một nữa xin được trân trọng cảm ơn anh em.